Trấn Thành lại bị đàn chị chỉnh đốn, một nam ca sĩ đình đám kêu gọi đồng nghiệp bị chèn ép lên tiếng. Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt của Trấn Thành. Trước những ồn ào lần này, hiện nam MC vẫn chưa lên tiếng hay có bất kỳ động thái liên quan nào. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng, có những góp ý thẳng thắn về phát ngôn của nam đạo diễn phim Nhà Bà Nữ. Mới đây, giữa ồn ào phát ngôn của nghệ sĩ Trấn Thành, ca sĩ Siplex đã có những chia sẻ đáng chú ý về cụm từ hào quang rực rỡ. Theo đó, ca sĩ Siplex chia sẻ những khó khăn từ ngày đầu vào nghề, theo Đoàn Văn Công cho đến thời điểm Họa Mi Núi Rừng đạt được đỉnh cao của sự nghiệp. Nhìn lại chặng hành trình ấy, Siplex thậm chí còn không nhớ rõ hào quang đến với mình từ khi nào. Siplex trải lòng, hào quang đến với tôi lúc nào bản thân tôi còn không biết, tôi chỉ biết hát và cống hiến thôi. Thời điểm tôi đi thi và chứng kiến biết bao nhiêu người xem thì tôi bất ngờ lắm, tôi nghĩ lúc đó là mình đã có hào quang rồi. Khi được hỏi liệu có nghĩ bản thân là nghệ sĩ nổi tiếng khi được nhiều người chú ý không, Siplex cho biết, lúc đó tôi không nghĩ mình là nghệ sĩ đâu, chỉ nghĩ mình lên sân khấu hát rồi thôi, chỉ hơn người thường là được lên sân khấu. Tôi nghĩ làm nghệ sĩ đã là may mắn, khi người ta đã yêu mến mình rồi, được ưu ái thì đó là may mắn. Bản tính của tôi từ xưa đến giờ đã như thế nào thì cứ như vậy, không cần đến bóng tên tuổi hay phải làm thế này, thế kia. Tôi nghĩ cống hiến và hào quang mình có đủ, bây giờ mình vẫn cống hiến dù cho cuộc sống thăng trầm. Dù cho tôi có vấp ngã thì khán giả vẫn ủng hộ tôi, đó là động lực lớn nhất giúp tôi hát tiếp, ca sĩ Siplex chia sẻ. Hiện những chia sẻ về ánh hào quang rực rỡ của Siplex vẫn đang nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng và là chủ đề bàn tán xôn xao trên nhiều diễn đàn. Trước Siplex, rất nhiều nghệ sĩ đã đưa ra quan điểm về phát ngôn của Trấn Thành. Là một trong những nghệ sĩ đầu tiên lên tiếng về phát ngôn đời nghệ sĩ khó nuốt, Nguyên Vũ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả với mục đích góp ý để thay đổi, làm sáng rõ hình ảnh người nổi tiếng trong lòng người hâm mộ. Nay nam ca sĩ tiếp tục đưa ra quan điểm về vấn đề chèn ép đồng nghiệp trong thời gian vừa qua. Xuất hiện trong một sự kiện gần đây, Nguyên Vũ đã có những chia sẻ chân thành trước báo chí về quan điểm của bản thân đối với những vấn đề nóng của showbiz. Anh không ngần ngại nói về vấn đề chèn ép đồng nghiệp và mong muốn mọi người cùng chung tay giải quyết. Vũ chưa từng trải qua trường hợp đó nên cũng không rõ cớ sự, nhưng theo cá nhân mình thì nếu ai bị như vậy thì lên tiếng. Điều này giúp cho mọi người thấy được mặt trái và đó cũng là quyền lợi của mỗi cá nhân. Giọng ca Hoa Anh Đào trong gió thẳng thắn. Không chỉ kêu gọi việc nên lên tiếng khi không được đối xử công bằng, Nguyên Vũ còn bày tỏ thái độ không đồng ý với những hành động chơi xấu trong showbiz. Nam ca sĩ tâm sự, Vũ không ủng hộ việc chèn ép. Như vậy, với con đường đi lên của một nghệ sĩ trẻ khó ở chỗ ít có người định hướng. Chính vì thế, nếu có được một người anh, người chị, người thầy giúp đỡ, chỉ bảo thì đó là điều may mắn. Mình tin chắc rằng đối với những người làm nghề, ai cũng mong muốn hướng dẫn những người bạn trẻ tiến thân trên con đường nghệ thuật. Trước đó, Nguyên Vũ cũng từng gây chú ý khi bày tỏ thái độ phản đối trước hành động khóc lóc, than vãn của nghệ sĩ với khán giả. Anh cho rằng người làm nghệ thuật không nên có những giọt nước mắt tức tưởi trong khi bản thân được yêu mến. Lý giải về lý do đưa ra quan điểm thẳng thắn của mình, Nguyên Vũ cho biết tất cả đều mang thái độ góp ý và xây dựng. Trong cuộc sống, người này hơn người kia mặt này thì cũng có thể không bằng người khác ở mặt khác. Góp ý phê bình nhau để chúng ta cùng đi đến điều tốt đẹp nhất có thể. Và để người ngoài cũng như khán giả họ giảm nhẹ suy nghĩ chúng ta bày đàn, bao che bên vực nhau, anh viết trên trang cá nhân. Không chỉ chinh phục khán giả với tài năng âm nhạc, anh còn nhận được nhiều lời khen ngợi về cuộc sống thẳng thắn của mình. Anh luôn mong muốn cả nghệ sĩ và công chúng nên có cái nhìn công tâm và tích cực về nhau.